Nói chung là cái lòng này của bọn em thì là em cũng không phải là cái loại lấy cái loại nó ngon nhất, nhưng anh nhìn này, cái lòng này nó có những cái gân này. Đấy, ăn cái loại này thì ăn nó rất là mềm. Đấy, thì bình thường nếu mà bọn em làm ấy, thì là bọn em hay băm như thế này. Đấy, xong rồi cắt cái khúc ngắn từ này này. Đấy, để khi nào trần nó sẽ co lại vừa ấy anh. Làm theo kiểu lòng hầm hay làm kiểu này nhỉ? Vâng. Ăn như thế thì là nó sẽ không bị dai anh ạ. Làm này phải quen tay ấy nhỉ? Chặt mà nó không bị đứt ấy. Cắt đoạn vừa thôi, không này nó dài nó chỉ dai đấy. Đây là bạn sử dụng lòng non với lại gan. Một đĩa lòng mình làm nhiều như này. Một đĩa của nó thì là thường có 6 lạng anh ạ. 6 lạng với cả thêm một lạng gan nữa. Tức là tổng là 7 lạng tất cả. Vâng. Cũng nói chung cũng tùy khách thôi, nhiều khách họ thích ăn thêm dạ dày thì là 3 lạng lòng, 3 lạng dạ dày. Trước thì nhà em còn có cả là tim với cả súng ấy, nhưng mà cái đấy là kiểu nó cũng hiếm ấy, nên là nhà em cũng không lấy được cái đấy. Súng là phải đặt đấy em ạ. Vâng. Nhìn em làm chân tay dứt khoát nhỉ. Em làm bếp lâu chưa? Em thì em mới đang đi học mà, bây giờ em đang học, em là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Ở chỗ Hoàng Quốc Việt đúng không? Đúng anh ơi. Trong đấy là em có học khoa nấu ăn không hay là khoa gì? Em đang học ngành kỹ thuật chế biến nấu ăn luôn. Em làm đầu bếp nha, vừa học là vừa được thực hành luôn á. Vâng. Thế là ở đấy là em học về món gì? Ở đấy thì bọn em học cùng nhiều cái mà trên tất cả Âu Á rồi, thì bánh trái nhiều lắm. Nói chung là theo một cái khóa học của nó thì là làm bánh sẽ là cuối cùng, bọn em học nhiều về Âu Á các thứ. Thế mà xong rồi em ra đây làm cho anh chủ ở đây à? Vâng. Thì là em đi học ấy, em cũng muốn là nâng cao tay nghề của mình, nên là em cũng chọn cái nghề mà đúng là em đang đi học luôn, thì là nó sẽ nhanh ra nghề ấy. 6 lạng lòng. 6 lạng lòng. 1 lạng gan. Đây là gan, em cũng chọn gọi là cái lá gan nhỉ. Vâng. Sau khi em chặt lòng xong thì là em sẽ đun nước để trần cho nó, thứ nhất là nó đỡ mùi, và thứ hai là những cái về cơ bản cái lòng này là nó là nội tạng của động vật rồi, nó có những nhiều cái chất bẩn nên là mình phải trần qua đi. Đấy, anh thấy không, khi mà băm như thế này, lúc ở trần nhìn nó rất là đẹp, nó kiểu nó tua tua hoa. Sau khi trần xong thì là em sẽ rửa qua thêm một lượt nước nữa cho nó hết tất cả những cái gì bẩn đi, sau đó mới vào vị. Đảm bảo sạch sẽ. Vâng. Thế anh thấy nhà mình có món này là món hot đấy. Cả Hà Nội thì cuối một mình quán em có cái món này thôi, cái này món anh cũng thấy nhiều anh em giới thiệu cho anh tới đây là ăn món này đấy em ạ. Cái gia vị của nó thì là đây là bọn em bên này là có xì dầu này, còn cái này là ớt bột anh ạ. Cái này mình sẽ thêm vào lòng đảo qua, xong rồi được một lúc rồi mới cho dầu vào. Đây, nó cho dầu vào thì lúc sau mình ăn nó có độ ngậy.
sắp ba ấy trong sắp bạn đi anh Lượng ơi. Thế là ăn tại chỗ thì em chỉ làm qua như này thôi. Vâng, còn tí hơn nữa còn lên bếp nữa mà anh. Ừ. Lên bếp rồi đổ bia vào om một lúc nữa mà. Người này là 190.000. Vâng. Em mà kể mà có thương dạ dày thì ngon đấy. Vâng, cái đấy là tùy khách thôi anh ạ. Nếu mà khách nào đến mà muốn ăn thêm ấy thì là order thêm. À, tức là mình có thể gọi thêm được thì đúng rồi. Vâng. Nhưng nhà mình có dạ dày. Có dạ dày anh ạ. Chắc là lỏ 3-4 người, vị lỏ cách thường xuyên. Hay à? Vâng. Đây em đang làm món gì đấy? Cái này là em đang đánh nước lỏ thường xuyên đây ạ. Riêng lỏ này là cái gia vị em làm sẵn à? Đúng rồi anh ơi, cái này là gia vị làm sẵn này, mình chỉ thêm nước vào để mình đánh nước lỏ thôi. Mình làm như này hay đấy, nhanh. Cái cứ khách gọi là bọn em lại mang ra đánh này cho nhanh, chứ bây giờ bảo cứ mỗi nồi đánh mới thì cứ nó lâu. Thế là một viên cốt lẩu như này thì em sẽ là khoảng bao nhiêu lít nước? Một viên như thế này thì em sẽ đánh được 2-3 lít nước anh ạ. Cái này nhìn như kiểu là lẩu Thái cua cay nhỉ? Đúng anh ạ, cái đấy là lẩu Thái. Ở đây thì diện tích quán nó nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn ạ. Không gian gần như là nó chỉ bé bé như này thôi. Còn mọi người tới ăn ở đây thì đa phần là sẽ ngồi ở ngoài vỉa hè như này các bạn ạ. Đấy, ngồi dọc vỉa hè đây dài trải dài ra bên kia. Đây đúng là cái màu đặc trưng của lẩu Tứ Xuyên em nhỉ. Nó đỏ rực xong rồi nó nhiều mỡ. Sao mà lại cho khách anh ơi? Đây là mẹt lẩu hải sản. Lẩu không, đây là anh bán theo set. Còn nếu mà các khách có thể gọi đồ riêng ấy. Thế set này anh bán là bao tiền? 390 em. 390.000. Lấy cho anh cái há cảo ra đi anh. Nhưng em thấy ở đây hình như là mình sử dụng nhiều cái đồ kiểu dạng như là đồ đông lạnh đúng không anh? Thực ra thì nhập về mình nhập tươi nhưng mà bán không hết thì mình vẫn phải cấp vào tủ đông em. Mai mình bán tiếp, nếu mà khách mà chạy trôi chảy thì ngày nào cũng là đồ tươi. Vâng. Anh chia sẻ rất thông luôn các bạn. Đây có bò Mỹ này, bạch tuộc này, tôm, mực trứng, đậu, dâu mực, há cảo, viên thả lỏng này, viên tổng hợp. Cái này thì anh chị, nếu mà ví dụ anh chị gọi set lẩu hai người thì sẽ có đồ đi kèm rồi ạ. Ví dụ như là thịt bò hoặc là ngao. Thế em order một set hai người nhá. Ngao sẽ đi kèm rồi ạ. Một đĩa cơm chín nữa. Dạ vâng. Chất lẩu hai người, lẩu lấm với lại lẩu Thái. Lẩu Thái thiếu ngọt nhá. Lúc thêm cho thêm ngọt vào. Thêm sữa với đánh trứng vào nhá. Với cho anh một cái mâm. Anh được mâm này à, thêm mâm nhỏ nữa. Mâm đấy được. Giờ ít cải thảo đi Hải ơi. Giờ thêm ít cải thảo em ơi. Quánh luôn đấy, tầm uống luôn đây. Như set này của mình làm là hai loại nước lẩu đúng không? Đúng rồi. Tùy khách gọi một vị hoặc hai vị. Đây là mình có lẩu gì và lẩu gì đấy ạ? Lẩu Thái, hải sản và lẩu nấm. Lẩu nấm thì nước nó trong hơn đúng không? Đúng rồi. Yeah.
Anh chia cho nhiều chút ạ. Còn cái món bên bên này là giải trái tỏi anh ạ. Giải trái tỏi ạ? Vâng. Thế em tổng nước ra địa chỉ ạ? Nó chỉ là có xì dầu anh ạ. Cái này là khách mang đi om mất tầm 15 phút anh ạ, 10 đến 15 phút. Bởi vì là nếu mà cái lòng này om nó không kỹ thì nó sẽ ăn nó sẽ bị rất bị dai. Và em om nó cảm thấy đưa này. Và bao giờ nước nó sệt sệt lại thì mình cho ra anh ạ. Cái giải này thì đến tầm này là gần được rồi anh ạ. Đấy, mình chỉ tập để tầm vàng, vâng, để tầm 1-2 phút nữa thì cho ra được rồi. Bác lấy ớt cho đấy, đến tầm này là mình cho ra là vừa đẹp anh ạ. Nó vàng đều nhưng mà nó bị xém cạnh ấy, ăn nó sẽ rất là ngon. Ngoài giòn trong mềm. Sau đây. Chua rồi anh ạ. Hộp đâu? Anh tưởng cái này cháy tỏi thì em phải chi cái tỏi đấy chứ. Không ạ, tỏi thì bọn em xông vào bên ngoài cơ. Như thế này là bao tiền? Như thế này nhà em bán là 120.000 anh ạ. 120.000 thế này. Cho tỏi vào đây. Tỏi ạ. Cái này là tỏi phi. Tỏi này em cũng mua ở ngoài không? Không, cái này là nhà em về tự làm anh ạ. Anh nhìn giống giống của ngoài sao? Ôi không, là nhà em tự mua về làm rồi thái ra xong rồi tự chia đây anh ạ. Đây nó là gần được thì em cho rau vào đảo qua là cho ra anh ạ. Bởi cái rau này là mình ăn tái được rồi. 190.000 đĩa này. Wow. Cho hộp quê. Mình để ráo nước. Vâng. Cái nước đấy thì xong thì cũng cho vào để người ta ăn cho nó được đậm đà. Nó kiểu nó nhiều nước quá anh thì mình nên cho một tí gọi là nó lấy nước sốt thôi anh ạ, chứ mình không nên cho nhiều. Mày kiếm được cái sau thì nhỏ nhỏ này em ạ. Hút nó sẽ hấp dẫn nhỉ. Các bạn nhìn này, xét lòng của mình là 190.000, gồm 6 lạng lòng non với lại 1 lạng gan. Hơi tối mình dùng tí đèn. Cái này là sử dụng với bia các bạn nhé. Đây, bây giờ mình cho thêm một chút nấm vào này. Rồi đậu hành. Cái này gọi là lòng sáo bia ấy. Lòng khô giống như kiểu là các bạn ăn lẩu ngan khô hay là lẩu dê khô là người ta nấu bằng bia. Chứ người ta không sử dụng bằng nước. Nếu mà có nước thì cũng chỉ là nước ở trong xương thịt ra thôi các bạn ạ. Đấy. Cái này thì các bạn ăn mà cạn cạn bia các bạn có thể là lấy thêm bia cho vào. Khi các bạn ăn ấy thì mỗi một nồi thì thường là sẽ có một lon bia như vậy. Hết bia thì các bạn gọi thêm thì như là sẽ tính tiền thêm lon bia đấy. Là giá hay như là 15-20.000 thì đấy sao ấy. Ok, bây giờ mình đợi nó sôi sôi một tí xong mình ăn. Đây các bạn ạ, thì
chắc là mình sẽ dùng trước một chút, sau đó bạn là cameraman của mình, bạn sẽ ăn sau với mình sau. Và mình đổ rượu để cho mát. Và ở đây thực ra các bạn biết, như bạn anh chủ quán anh chia sẻ là thực ra là anh bán giá sinh viên thôi. Đấy thì cũng một phần là có đồ đông lạnh, đấy anh cũng chia sẻ thật là như thế. Còn một phần là ví dụ như là các bạn tới ăn lòng sáo bia này thì nó lòng tươi luôn. Đấy, thì ở đây ngồi cũng khá là thoáng mát. Đây là ngồi vỉa hè thôi, diện tích cũng khá chật hẹp. Đối diện mình là cái ga Hà Nội. Còn đâm thẳng lên trên kia là đến đường Giải Phóng luôn, công viên Thống Nhất. Đường này đường một chiều các bạn ạ. Đấy, nó đang sôi rồi này. Giải trái tỏi. Giải trái tỏi anh ạ. Giải trái tỏi của em là có giá bao tiền đấy? Là 120.000 ký ạ. 120.000, vâng, ok. Trong lúc chờ cái lòng này nó được thì mình sẽ ăn cái giải trái tỏi này trước các bạn nhé. Ok. Giải trái tỏi các bạn này. Đấy, bên trên thì họ có cho một chút rau húng chó. Bảng kilo đấy ạ. Đây là tỏi khô này. Đấy, tỏi như nãy mình hỏi là tỏi như họ bảo là họ tự làm, nhưng hình như là như kiểu là tỏi này thơm, ăn nó hơi đắng đắng một tí. Còn đây là cái món chính này, giải này các bạn này, thịt giải cháy tỏi. Mình mời các bạn nhé. Ăn cái giải này nó có cái vị ngọt các bạn ạ. Khi mà mình ăn lẫn cái tỏi này nó thơm thơm, và nó có một cái chút gia vị nó đậm mặn mặn ở xung quanh này. Ăn vào bên trong thì cái thịt giải nó mềm, nó không bị dai. Gần như là các cái phần gân ở đây họ cũng cắt bớt đi rồi. Tuy nhiên thì mình cảm thấy cái giải này nó không được tươi hoàn toàn các bạn ạ. Ok, cái này thì mình chấm với xì dầu các bạn nhé. Mời các bạn. Ăn cái này thì mình thấy nó là lạ thôi. Nó có kết hợp thêm một chút cái hương thơm của cái tỏi. Cái gia vị ở đây thì họ tẩm ướp gần như kiểu là gia vị một chút cái hương vị của Trung Quốc, chút cái ngọt ngọt của nó đến từ cái dầu hào, xì dầu dầu hào các bạn. Đấy, ok. Lòng này thực ra là cứ om nhừ nhừ một tí thì ăn nó sẽ mềm các bạn. Lòng em ăn được luôn đấy. Vâng, ok. Vâng, đây các bạn này. Lòng đây thì lòng non, cái chất lượng thì như bạn ấy nói là cũng không phải là xuất sắc, nhưng mà cái kiểu lòng này thì ăn nó mềm các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Lòng ăn rất mềm luôn. Ăn vào cái lòng này thì các bạn thấy này, cái lòng thành lòng nó khá là mỏng, nó cũng không phải là lòng dày đâu, nhưng tuy nhiên thì ăn nó rất là mềm. Ở đây cái phần mỡ này họ cũng để, bạn nào ăn được mỡ thì ăn, còn không thì bạn bỏ đi. Đấy. Mình ăn cùng rau. Cái này ấy, bạn nào ăn được mỡ thì ăn cả cái này, nó nhầy nhầy béo béo. Ăn vào kết hợp cùng với cái nước này, thì nó có cái hương thơm của bia. Ăn vào cái cải này này, ăn cùng với rau cải này nó đắng đắng. Ở đây thì nó có nhiều cái mỡ, các bạn nhìn, cái dầu ấy, nên ăn nó béo. Này. Nhưng mà không bị ngấy đâu các bạn nhé. Cái lòng sáo bia này thì nó có một chút cái cay cay của ớt, ăn khá là lạ miệng đấy các bạn ạ. Mà ăn như này nó đậm đà. Gan ăn khá là bùi quá. Cái này thì khi mà nó sôi lên rồi thì các bạn chỉ để cho lửa nó nhỏ nhỏ thôi, để nó lưu diêu ấy. Đấy, xong rồi các bạn ăn dần dần. Ok. Quay theo tay nhé. Đi nhanh không ạ? Đây, chắc là mình sẽ làm chén rượu rồi. Nó ấm bụng. Mời các bạn nhé.
mình cũng tranh thủ mình ăn, mình review xong rồi để chút nữa bạn cameraman cùng thưởng thức với mình các bạn ạ. Đấy. Lòng ở đây thì có đoạn thì họ thái dài, có đoạn thì họ thái ngắn. Nhưng mà bởi vì là lòng nó sẽ co lại mà. Mình thích nó, miếng lòng nó dài dài một tí. Lý do là ăn thì mình cảm giác nó đã miệng các bạn. Đấy, thế là cái này mình sẽ kẹp đôi, kẹp zip. Ngon. Lúc nãy thì mình thấy bạn ấy bảo là không lấy nhiều nước, nhưng thực ra nếu mà mình nhìn ở đây ấy, mình ăn mình cảm nhận thì mình thấy là ăn cái này phải kết hợp cùng với cái nước này mới ngon này các bạn ạ. Bởi vì cái nước này nó có rất là nhiều gia vị. Lòng xào bia. Gần như là ở đây có món này thôi các bạn ạ. Này là nếu như mà ăn kiểu này mà có một tí bún nữa mà ăn kết hợp vào đấy, hoặc là một chút mì gạo ấy, ăn thì chắc là ngon. Anh ơi, ở đây thì em hỏi là cái này thì có ăn kèm thêm mấy bún hay là mì miết gì không? Có ăn kèm bún với mì, cái đĩa kia đang nghe còn bún nhưng hợp vừa đấy. Sẽ có mì nữa. À, tức là mình chưa mang ra thôi chị ạ? Đúng rồi, chưa mang ra. À, vâng rồi, ok, em cảm ơn anh nhé. Vâng ạ. Dạ. Đấy, như đúng là mình dự đoán cái này phải ăn với mì hoặc là bún nó sẽ rất là ngon luôn. Bởi vì cái nước này nó sền sệt, nó quẩn quẹn này. Xong chúng ta dưới vào cái bún với mì ăn nó thơm. Đây các bạn ạ, đấy thì mình ăn cũng gần cuối rồi. Thì về cơ bản lòng này ăn khá là ngon các bạn ạ. Lòng thì tuy không phải xuất sắc hoàn toàn, thế nhưng mà cái cách làm của người ta ở đây nó ngấm được cái gia vị, nó quẹn cùng với cái mỡ này này, ăn nó mềm mềm mà nó ngậy ngậy. Cái lòng này thì ăn nó cũng nó mềm nhưng mà nó vẫn có một chút giòn giòn của lòng các bạn nhé. Đấy, cuối cùng là mình ăn cùng với lại một chút bún. Mình dưới một chút cái nước ấy này, mình sẽ cua khoáng này để giảm bớt cái độ mỡ đi. Đầu thì mình ăn ấy, thì mới đầu cho bia vào thì nó hơi nhạt nhạt một chút. Các bạn có thể chấm cùng với xì dầu. Nhưng mà ăn đến cái phần này này, tầm này này, nó cạn cạn nước rồi ấy. Thì tới lúc này thì ăn nó lại rất là vừa vặn, nó đậm đà lắm các bạn ạ. Và nó thơm. Ok. Mời các bạn nhé. Ăn ngon các bạn, dưới cái nước này nó sần sật. Ăn rất là thơm. Ngon. Thì đấy là tất cả những nhận xét của mình nhé. Và bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau nhé. Chào các bạn.